người bị tai nạn chết ngoài đường thì không được đem về nhà mai táng vì sợ lôi kéo người thân chết theo có đúng không sư ờ, thưa với quý vị đấy cái vấn đề là người ta không có chịu đem hũ chút và hũ cốt về cái kiểu mà gửi vô chùa rồi là người ta quên luôn người thân của họ có rất nhiều hũ cốt á rất nhiều hũ cốt á nhiều năm không ai đụng đá động gì tới cho mà lỡ lỡ chùa mà có đụng tới đó xin thưa lỡ có thanh lý hoặc lỡ đụng tới đó là người, người ta bắt đầu là mọc sừng mọc răng mọc đuôi mọc vuốt móc đủ thứ mà nhào vô mà cấu xé ông sư cho nó ra bả vì dám đụng vô hũ cốt của họ Mặc dù là họ để nó bao nhiêu năm, mười mấy, hai chục năm không đụng tới thì đó là chuyện của người ta. Nhưng mà chỉ cần ông sư mà đối xử bất xứng với cái hũ cốt của họ là họ nhào vô hậu sử ông sư cho thấy cảnh. Thì... Cái vấn đề nằm ở cái người gửi hũ cốt chứ vấn đề không phải nó nằm ở chùa. Nha. Yeah. Ờ, cho nên á khi mà quý vị gửi hũ cốt vô chùa thì làm ơn nhớ dùm chuyện này chừng nào mà nhắm mà không có tới thăm cái hũ cốt mà quý vị gửi vô chùa nữa đó thì quý vị đem đem, về hoặc đem, đem đi dùm xin đừng để, để ở chùa cái kiểu mà mình bỏ rơi con vô thừa nhận rồi bắt ai đó chăm dùm đó, nó kỳ lắm nói thì có thể mất lòng nhiều người Tại vì cái ý nghĩa của cái việc mà quý vị gửi hũ cốt vô chùa để làm cái gì là để nó có một cái mối liên kết giữa quý vị và nhà chùa à, nói nó kỳ đó là có nhiều ngôi chùa đương nhiên phải chùa nam tông có nhiều ngôi chùa thì họ nhờ hữu cốt mà ăn nên làm ra à, nghe đâu thì có nơi là còn mở một cái nhà Uh, tháp thờ cốt mà uh, chất lượng năm sao uh, thì phải nói là kinh doanh tới cái kiểu đó thì mình không còn gì để nói uh, nhưng mà nếu mà không có tính cái chuyện đó đó tức là không có tính với cái những cái trường hợp mà sa đọa sa đọa rồi đem cái xương cốt đi kinh doanh đó, thì cái mục đích ban đầu của cái việc gửi hữu cốt vào chùa đó là gì đó là để quý vị đó Nhớ là ừ, cái xương cốt người thân Mình còn ở chùa Thì chăm đến chùa Khi quý vị đến chùa Thì có nhiều điều kiện để làm công đức Ví dụ như Bố thí cúng dường Phục vụ Hoặc là nghe pháp Rồi, rồi thì học pháp Cái chuyện mà người cư sĩ đến chùa đó Xin thưa Cái mục đích chính đó, Nó chỉ có hai thôi Một Là nghe pháp hai uống giường để mà duy trì cái cái mạng sống cho những vị tu sĩ. Ờ, ngoài ra thì à, mình không còn chuyện gì với nhau hết. trên cái, cái chuyện mà quý vị năng lui tới chùa đó, nó không phải là sư mấy ông sư mà nhìn cho cái túi cái túi cái vỏ của quý vị đâu, mà để cho quý vị có cơ hội gần chùa thì hưởng lọc phật. Ừ, thứ nhất là có cơ hội làm phước, thứ hai là có cơ hội mà nghe kinh học pháp còn khi quý vị đến một ngôi chùa mà không làm được hai chuyện trên cả hai chuyện trên ừ. chứ còn nói để quý vị hiểu là nếu như đến một cái ngôi chùa mà chỉ chăm chăm cho cái túi của quý vị không thôi mà không có dạy được mình cái gì hết trơn á thì làm ơn thì kiếm cái chỗ khác nha. nha một ngôi chùa phải là cái nơi mà người cư sĩ có thể học pháp từ cái chỗ đó chứ cái chùa không phải là cái, cái chỗ từ thiện cái chùa không phải là cái chỗ mà để cho kêu gọi phật tử là cứ đem tiền đem đồ tới cúng mà không có dạy người ta cái gì thì cái đó nó chỉ là cái gọi là cái, cái công ty công ty tôn giáo chứ không phải là gọi là cái chùa nữa ừ. tại vì công ty họ mới kinh doanh còn chùa không có kinh doanh ừ. À, thì đó là cái ý nghĩa của cái việc quý vị gửi cốt vào chùa để quý có, có cơ hội vào chùa học hỏi à, giáo pháp còn mà à, khi mà mình đã lười à, đến chùa rồi á thì làm ơn làm phước rồi rước hũ cốt về chứ tới hồi mà để cái hũ cốt đó đó cái kiểu mà vô thừa nhận á rồi lỡ mà ai có động chạm gì tới đó là nhào vô xé xác người ta thì nó nó kỳ lắm nha. Ngoài ra còn chuyện nữa xưa nhắc quý vị Đừng có nghĩ rằng Mình gửi hũ cốt vào chùa Là cái người thân của mình ấy Cái người mà chết cái Ghi cái tên là Nguyễn Văn Tý Nguyễn Thị Tèo á Là họ sẽ bám vào cái hũ cốt đó Rồi họ ở trong chùa Rồi họ nghe kinh Thì chuyện đó không có nha Tại vì chúng sanh sau khi chết Là họ tái sanh ngay lập tức Không có cái chuyện Họ chui vô hũ cốt Họ nằm ở chổng Rồi họ chờ họ nghe kinh đâu Ừ uhm chỉ có như sư nói đó, đó, là cái mà mình cảm thấy là có sự liên kết giữa mình và nhà chùa rồi đến chùa để mà có thể nghe kinh học pháp đó là mục đích ban đầu nha còn sau này có chỗ này chỗ kia biến tướng thì đó là sự xa đọa của chính những cái nơi đó ừ.